Theo Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, đến nay toàn tỉnh có trên 540 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký gần 7 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp này đã đóng góp cho ngân sách 2.780 tỷ đồng, chiếm gần 10% tổng thu nội địa của tỉnh. Năm 2023, có gần 50 dự án đăng ký mới với số vốn đăng ký khoảng 700 triệu đô la Mỹ. Các quốc gia có số dự án vốn đầu tư chủ yếu, thứ nhất là Nhật Bản, có gần 180 dự án vốn đăng ký trên 4 tỷ đô la Mỹ. Thứ hai là Hàn Quốc có 152 dự án, vốn đăng ký gần 900 triệu đô la Mỹ. Thứ ba là Trung Quốc có 140 dự án vốn đăng ký trên 1 tỷ đô la Mỹ. Nộp ngân sách của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2023 vượt 39% dự toán Bộ Tài chính giao và tăng 26,5% so với thực hiện năm 2022. Số thu tăng so với dự toán và cùng kỳ là do chi nhánh tại Hương Yên, công ty cổ phần Daikin chuyển từ khu vực ngoài quốc doanh sang khu vực đầu tư nước ngoài đóng góp số nộp 350 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trọng điểm có số nộp tăng khá so với cùng kỳ như chi nhánh công ty cổ phần Asicook Việt Nam tại Hương Yên nộp 282 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hitachi Atamo Hương Yên nộp 134 tỷ đồng, chi nhánh sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Lavea tại Hương Yên nộp 124 tỷ đồng, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn lisin Việt Nam tại Hương Yên nộp 108 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh đô miền Bắc nộp 92 tỷ đồng.